Chào bạn, nào nhận được cái iPhone 6 nè, khách hàng là người nữ, họ nói là họ đi tắm biển á, xong rồi họ tung tăng dưới làn nước luôn mà để quên trong túi quần mà ha. Nghe xong là thấy muốn chìm mình ngủ các bạn. Thì nó rớt nước sau khi mình xem thì mình thấy là nó cháy cái con tụ ngang wifi các bạn ha, nó chạm cái con tụ đó thì mình tháo bỏ rồi. Sau linh kiện này chúc bạn xin nguồn hai con cảm ứng ha, con audio code, hai con chip NFC để thanh toán các bạn. Không, wifi. Ổ cứng. Đây là chip nguồn Bay Band. Máy iPhone 6 nó sử dụng hai trung tầng các bạn ha. Rồi, qua bên đây là các con công suất 2G, 3G, 4G LTE gì đó. Không. Còn đây là CPU Bay Band. Rồi chip A8. Thì với iPhone 6 này các bạn thì là cái con ROM nó nằm ở trong chip A8 bạn ha, nên vượt allow là phải thay chip A8, thay CPU Bay Band và thay ổ cứng các bạn ha. Không, đó là cái socket, hai socket đó đã bị rớt nước các bạn. Sau khi mà mình mở ra thì nó cháy hết rồi các bạn ha. Socket của Touch ID với lại socket camera sau thì mình có test thử xem nó có giống cái socket nào không, thì mình thấy là cái camera sau nó rất là giống cái socket của iPhone 5S, giống cái socket loa với camera trước của 5S đó, nhưng mà mình lấy cái camera mình ướm vô thử thì nó dài hơn một vài socket, một vài chân các bạn. Vậy là chứng tỏ là cái mấy cái socket của iPhone 5, iPhone 6 á, nó không có xài chung với bất kỳ cái máy nào hết các bạn ha, nên mỗi lần mà một socket là bó tay luôn. Và các bạn chuẩn bị cho tinh thần tập đóng socket nha các bạn, tại vì iPhone 6 mà rớt nước á, là đa số là cho nó cháy socket không à, tại vì các linh kiện xung quanh á, nó có tráng một lớp cao su lên nên không có cháy các bạn ha. Socket dễ cháy mà, và cái loại socket này nè rất là khó đóng các bạn. Mình cảm nhận là cái loại socket này á, mình đã từng đóng cho cái 5S rồi các bạn ha, rất là khó đóng cái kiểu socket này nè. Không, đây là cái miếng tản nhiệt của CPU các bạn không, sau khi mà các bạn mà dở siêu này ra để làm á, các bạn khi mà đóng vào lại á, các bạn nhớ chét thêm một lớp tản nhiệt cho nó các bạn ha, chét thêm một lớp tản nhiệt. Các bạn có thể mua keo tản nhiệt mà loại xịn mà để tản nhiệt CPU của máy tính đó, như Noctua hay là Thermaline là nhiều lắm, đúng không? Loại xịn đó các bạn trét một lớp mỏng lên và mà ịnh lớp lớp keo cũ lên rồi ha. Chứ sợ lúc mà mình hàn cái siêu vô nó tiếp xúc không có tốt đâu. Đó, iPhone 6 các bạn thấy không? Các bạn nên tập đóng đóng socket đi là vừa rồi ha. Sau này mình nghĩ là một cái máy rớt nước là xác suất nó hư socket rất là cao. Và một cái thông tin cho các bạn nữa là cái iPhone 6 này nè, nó không có đủ keo. Bay Band không đủ keo, nguồn tất cả linh kiện hầu như không đủ keo, chỉ có ổ cứng với lại CPU thì có một ít keo mỏng ở ngoài thôi, và keo rất là mềm các bạn, keo mềm xèo à ha, nên cái việc vượt allow cũng tương đối là khả thi các bạn ha, tại vì keo ít thì chỉ việc khò lên và thay thế thôi. Và cái con A8 này các bạn, nó sử dụng cái công nghệ 20 nano nên nó nhỏ nhỏ hơn A7, nhỏ hơn A6, nên cái việc đóng của nó, cái việc đóng chân đóng xuống nó cũng nhỏ hơn thôi, cái chân thì nó cũng to bằng nhau các bạn, chỉ có mình chưa dở lên nhưng mình đoán là vậy các bạn ha, mà cái con CPU nhỏ hơn thì dễ đóng hơn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn thử cái màn hình khác mà mình bật lên xem cái camera chụp được hay không các bạn ha. Theo mình thấy thì nó đã cháy mất rồi, socket camera cháy và socket camera cũng socket trên main cháy và socket camera cũng cháy luôn. Đó, iPhone 6 hiện giờ ở chỗ mình cũng chưa có nhiều để sửa các bạn. Có cái máy này nó hầu như là nó cũng chưa có hư các bạn ha. Có cái máy nào mà họ làm rớt đất hoặc rớt nước thì mới hư thôi. Nhưng mình nhận cái máy này là rớt nước nè. Mà giờ nó hư rồi đem vào thì cái socket camera đâu ra mà thay các bạn. Đúng không? Một socket là không có xài chung như nào hết, lấy đâu ra mà thay. Giờ không phải chờ đợi và đi kiếm socket ở cái main sát, hoặc là mà main sát cũng đâu ra các bạn, máy mới mà. Đó, cái vấn đề thiếu thốn linh kiện đúng không? Thôi mình vào mình chỉnh cái độ sáng cho nó một chút. Mình vào chụp xem, đuổi camera may mắn nó chụp được sao các bạn. Rồi, một màu đen đen chấm thêm hồng hồng luôn các bạn ơi. Rồi, vậy là phải để qua một bên để kiếm cái socket thay các bạn ha. Bạn thấy không, sau này cái việc thay socket cho cái 6S mà cái 6 hoặc là 6 LED thì hơi bị nhiều các bạn, nếu mà máy rớt nước. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.